chắc sủ cái. Sủ cái. Nó bụng mềm sụm. Bơi con, bơi. Đó, không nổi kìa. Được coi. Thấy dài thòn chắc đực quá. Đực nó có cái nhắn. Bơi. Có cá cái mình mê quá, mình do lo review. Ôi, được con cá sủ. Ơi, được con cá sủ nữa. Bất ngờ quá hả? Ơi, được con học trò. Dạ Tùng xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người trở lại kênh 66 TV của mình nha. Hiện tại mình đang ở dưới bè. Anh Hai đang đóng lưới cả nhà ơi. Hello anh Hai. Phía trước là anh Liêm nữa cả nhà. Hello anh Liêm. Bây giờ khoảng 2 giờ đêm rồi cả nhà. 2 giờ rạng sáng. Bên đây là chị Hai. Đó, anh ta đang đóng lưới vậy cho bà chơi game. Đó, chơi game nè cả nhà. Anh đúng rồi. Vậy anh chị Hai mình mới thả xong tay lưới neo rồi cả nhà ơi. Chút xíu nữa tới nước cuốn anh em mình đi cuốn. Những con nước đêm như vậy á cả nhà, là mình canh nước là từ 11, 12 giờ đêm mà rồi tới tầm 1 giờ mấy mình mới bủa được. Thành ra mình cũng thức như hầu như thức trắng à. Mình thì mình ngủ được tới khoảng 1 mấy 2 giờ mình thức. Còn anh chị Hai là thức nguyên như nguyên đêm mà. Trong 1 tháng thì mình cũng có 1 2 ngày vậy nè cả nhà. Nó ngay cái thời điểm bổ lưới khoảng 1 2 giờ thì phải thức dậy. Còn dạ. Còn nếu mà nó xoay qua nước mà nước nó xoay qua khoảng 3 4 giờ thì mình ngủ được đầu hôm, giấc đầu hôm mình tranh thủ 7 8 giờ mình ngủ trước vài tiếng đồng hồ. Rồi khuya ra mình canh nước. Tùng thì khỏe hơn. Mình ngủ tới gần giờ cuốn anh chị Hai mới cho hay thì mình mới đi ra. Bắt đầu lên lưới mọi người ơi. Đây là cục đá neo. Cục đá neo lên xuồng cái cọc là bắt đầu trận đấu đó cả nhà. Bắt đầu cuốn lưới chứ. Coi đá banh quen rồi. Hơi bị lộn chút xíu cả nhà. Từ từ nó ngoài kia chị. Đâm ngoài kia chị. Chút xíu nữa tới. Đâm ngoài kia chưa đâm đây à. Đó, cá đâm à. Dưới nặng rồi. Tới gốc rồi đó chị Hai ơi.
Những buổi lưới đêm như này cả nhà, mình sợ anh chị hai buồn ngủ, với lại sợ mọi người coi buồn ngủ nên mình hay nói nhiều. Bây giờ hôm nay mình sẽ tiết chế lời nói lại cho mọi người tập trung coi kéo lưới nha. Sao? Mệt quá. Lên hả? Ê, ê, ê. Cái xác luôn kìa. Cái xác đu vàng khè kìa. Con này sử dụng được. Con này mập. Này chừng chục con, có khô không? Mở đục, có cá. Khui đục. Khui đục. Cũng còn mong. Cũng còn mong dính chó nữa kìa. Anh hai thì hỏi anh đi hết chị hai. Ê cái gì? Có cá kìa chị hai ơi. Mới gì nói vô duyên. Vô duyên đâu, vô duyên. Vô duyên, má ơi. Ôi, của ba xá quá, mập luôn. Ngồi miếng đi, mập luôn. Con nó đúng mập luôn đó. Đúng ba xá luôn hả? Dạ yeah. Đúng ba xá luôn hả, đúng mập luôn. Ờ đúng bị cái đuôi ai cắn kìa. Nó mập quá, nó chạy không kịp á chị hai. Cái đuôi ai cắn kìa. Quá hồn quá ghê kìa. Thank you.
con mà. Hết tờ lưới này rồi cả nhà ơi. Đây mình bủa hai khúc lận. Khúc này thì được con ba sa, con cá sát. Anh em mình đi tới địa điểm kia để mình cứu thêm một khúc lưới nữa. Rồi, giờ mình tranh thủ mình ra sau mình chạy máy cho anh hai. Mời mọi người chờ xem tiếp video nha. Mọi người đừng rời khỏi màn hình nha. Tờ lưới kia hấp dẫn hơn nha mọi người. Lưới kia bủa ngay cái chỗ mà lý tưởng hơn. Chỗ phải là im hơn á. Rồi, cục đá thứ hai. Ờ, cục đá thứ hai này hai cục luôn ha. Bắt đầu cuốn tơ lưới thứ hai mọi người ơi. Rồi, mời mọi người xem kéo lưới nha. Mình sẽ trả lại sự yên tĩnh. Khi nào có cá mình la, xin phép trước. Có cá phải la. Sủ nè. À. Thấy sủ lên. Vậy mà nghe nói sủ đâu mà lên hả? Ừ. Đó, thấy trước. Đó, thấy đồng la rồi, có thấy hết trơn à. Thôi à, giờ này nghi lắm, giờ này khuya mà. Biết đâu được. Thì có khi nào vừa kéo lưới mà vừa nhắm mắt không vậy? Đang ngủ còn xì ke. Thì con cá sủ này cả nhà ơi. Vô được. Cá sủ cái. Sủ cái. Cái bụng mềm sậm. Bơi con, bơi. Đó, sủ nổi kìa. Được coi. Thấy dài thòn chắc đực quá. Có cá cái mình mê quá, mình do lo review. Mình lo khám. Hả chị hai? Khám. Có cá sủ rồi cả nhà, đỡ rồi. Xem làm sao đi làm bác sĩ được rồi. Trời ơi, vậy chứ lâu lâu khám chặt hoài. Có con em khám không ra luôn chị hai. Khám xe bét hả? Ừ, mà có nghĩa là khám không biết con cá đó là cá gì luôn, không hiểu nổi luôn. Nó mềm mềm mà, nó cứng cứng, không biết. Kỳ cục. Lâu lâu cũng gặp con vậy. Bữa hổm đi với anh Liêm kìa, gặp con vậy đó. Khám không ra. Đó, tranh thủ thời gian nghỉ mệt nữa ha. Ở trên đây giờ mệt không chứ ha? Không, à lưỡi mới cưng ha. À cưng. Cưng gỡ từ từ đi. Trời, ai cưng cưng mình ngồi mình nghỉ. Em thấy thời gian mà đêm này mà mình chơi game mình cũng đỡ buồn ngủ rồi nha. Bởi vì một trong những lợi ích của chơi game là đốt thời gian đỡ buồn ngủ cả nhà ơi.
Chị hai mà móc lại đóng lưới rồi cột mà dây giật đồ đi với anh hai. Ông mấy giờ ra đất đó tao lại tao đấm lưng đồ cho ông. Cho ông thứ nhất là ông vừa đỡ mệt mà chị lại đỡ buồn ngủ nữa. Đây đấm lưng là cũng đỡ buồn ngủ lắm đó. Cảm ơn. Ủa sao cá rồi? Kỳ vậy? Cá rồi hai ơi. Rồi, cá rồi ba thấy. Con này bự hơn con chị hai dính. Bự hơn. Bơi con. Được hai cá sấu. Mình coi nếu mà nó yếu quá thì mình để lên trên nha, để lên trên sạp. Tại vì cá sủ mà mình để dưới nước nó lỡ chết trắng mang mất giá trị. Chứ còn cá sủ sống chết thì cũng có một giá, nó không bị mất giá. Rồi mình để nó bị trắng mang là lại là một chuyện khác ạ. Này dính cái hồ tình giàu luôn nè chị hai. Tao lưới bắt cái hồ được không ta? Cái hồ chừng 50kg bắt nổi không? Yeah. Tại mình nói vậy thôi chứ cái hồ là hiếm lắm cái nhỉ. Nó chơi lưới này 1 tấc 3 gần 35-40 gì á. Nhưng mà cái sức bắt cá của nó cũng bắt được những con lớn lắm. Tại vì không có loài cá nào mà có cái cân nặng cỡ tầm 40-50kg. Nên mình lấy con cá hô ví dụ. Chứ thường thường cá hô không, không dễ dính nó đâu. Chứ còn cá sủ mà tầm mười mấy 20kg mình bắt được. Cá lăn. Hồi trước anh hai nói cá nhét có mười mấy ký nữa coi. Bây giờ cá nhét tầm 3kg là thuộc hàng bự rồi hả anh hai? Chứ làm gì có mười mấy ký nữa. Mà mấy cá nhét mười mấy ký rất lão luyện lắm rồi. Khó ăn nó lắm. Hai em được hai em cá sủ. Không sao lên. Đó đó đó, cái gì? Chờ. Học trò này làm chả cũng ngon lắm nè cả nhà. Con bự bự sống không dễ sống nổi dễ sống nổi trò mà để cho nó sống chút xíu đi thì nào nó có gì mình bắt nó lên đục không tròn thường nó dính lưới là nó không có ngớp được rồi chết rồi cả nhà cho dù mới dính cũng vậy không có học trò nào mà sống nổi. Trò đó về mình nạo, mình làm chả. Chả nó dai lắm. Nó dai thôi chứ cũng không thể nào bằng cá thác lát với cá dảnh. Cái mà dinh được. Lưới mới rồi chị Hai. Vẽ cây thôi chứ thôi là vỡ vậy mới kêu vẽ từ từ thôi. Này kiếm con cá bự đi chị hai ơi.
Rồi sao? Vậy đó hả? Trò. Thấy cái chỉ lớn mà nghi có cá rồi. Nó đừng có la. Nó đừng học trò. Thấy chỉ lớn chứ không biết con gì vậy. Thấy đi. Chỉ cục thấy không? Hết chưa chị Hai? Hết. Cá này nó hơi nặng. Hết lưới rồi cả nhà ơi. Rồi lên cục đá. Lên cục đá này. Đá nặng. Ô, cục đá này đấy, tập được nè. Ô, 1, 2. Rồi. Lên cục đá là kết thúc tay lưới rồi cả nhà ơi. Hôm nay cũng trung bình. Cũng tạm ổn. Coi 3 5 con. Dạ. Nhưng mà cá sủ mình được 2 con này tầm 2 kg hơn ha. Ở 2 kg. Dạ. 2 kg. Đúng mà xa. Mấy? Đêm lưới hôm nay mình phỏng phỏng mình độ khoảng nhiêu tiền ta? Được 300 không? 300. 300 hả? Đêm lưới hôm nay thu nhập khoảng 300 ngàn hả cả nhà ơi. Dung bình. Rồi kệ gán hôm sau là cậu độ. Trời ơi ổn cái nè. Hôm trước dính con tôm đó nha. Rồi để quên. Để quên chứ tui. Tại nó đen quá cái làm như không thấy nó rồi quên bắt á. Nó đen thui luôn nè. Được con cá sát. Ờ cá sát gì mà chết ta. Hồi nãy thấy mạnh quá mà. Cá sát còn cái bụng nè. Hết sức cái bụng nè. Thường cá sát nó cái giống nó dài nè. Còn cái này cái bụng nó cong xuống. Đây là con cá sát cả nhà ơi. Rồi giờ anh em mình về. Về mình bắt cá ra quay tiếp mọi người coi. Mời mọi người coi phần kết thúc của anh em mình nữa nha. Mọi người chờ xem tiếp video nha cả nhà. Mình về tới nhà mọi người ơi. Về để đưa anh Hai xuống bè. Cho anh Hai gọn thu gọn lại tay lưới hồi nãy. Về có con Lu ngồi đợi à. Lu Lu. Đó mình về tới có con Lu ngồi chờ. Mình quýnh hết trơn á. Chị Hai lên nhà lấy cái xô xuống mình bắt cá rồi. Đi được không á? Được. Bò đi. Bò đi chắc ăn. Về tới bè mình để anh Hai xuống bè cả nha. Rồi anh em mình, chị em mình chạy vô nhà. Ôi được con cá sủ. Ơi được con cá sủ nữa. Bất ngờ quá hả. Ơi được con học trò. Ơi được con học trò nữa. Ơi được con cá sát. Ơi được con tôm hôm qua. Ở con có ba sa thôi à. Ba sa đem lên không? Không. Đâu đâu chị lấy ra coi coi nó cỡ nào chị ha. Kéo nó ra coi. Đâu trốn hay dữ vậy. Đúng rồi. Rồi. Đây là được con cá ba sa đó kìa. Cỡ ký mấy chị Hai? Ký mấy? Cỡ ký 2, ký 3. Chị Hai nói là chính xác đó nha, tại vì chị Hai bán cá thường mà, cầm cá là biết liền, giống như mấy người mà người ta nuôi gà, bợ gà là người ta biết liền. Rồi tổng kết đêm lưới hôm nay mình được con ba sa, hai con cá sủ, rồi hai con học trò, con cá sát cả nhà ơi. Để chụp chị Hai mà mô hình nền thiệt đẹp coi, khép tiếng lại ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi nhìn em nè. Cười đi, nhìn em coi. Ok ok. Rồi. Đây là tất cả số cá hôm nay anh em mình dính được. Rồi, bây giờ Tùng xin kết thúc video hôm nay nha. Cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video này. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye bye.